Chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Mobile Auto cũ nha. Thì hôm nay em Bình giới thiệu cho các bác một cái mẫu xe gia đình cỡ nhỏ mà em mới nhập về. Xin giới thiệu với các bác, trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Ford Fiesta 1.5 số tự động hatchback, sản xuất năm 2014, tên tư nhân biển tỉnh, một chủ sử dụng từ đầu, màu trắng, nội thất kem, xe chạy ở hơn 6 vạn cây số. Nói về chiếc xe Ford Fiesta thì mong tất cả các bác đừng lầm tưởng nó là cùng phân khúc với Morning hay là i10 các bác nhá, không phải đâu ạ. Nhìn nó nhỏ nhỏ xinh xinh vậy thôi, nhưng mà đây nó là cái chiếc xe hatchback hạng B. Nó là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với cả Suzuki Swift này, Mazda 2 này, Hyundai i20 này, mà Kia Rio các bác ạ. Chiếc xe này trang bị động cơ 1.5 số tự động, sản xuất 2014 các bác nhá, màu trắng, rất là đẹp. Về chất lượng xe của em thì các bác biết rồi đấy, luôn luôn không bán xe lỗi các bác, nên các bác hoàn toàn yên tâm ạ. Keo chỉ cột kèo máy số zin các bác. Đây, em quay qua vòng nội thất các bác này. Về giá bán chiếc xe này hiện tại em đang chào bán với giá là 338 triệu, giá còn thương lượng và linh động các bác ạ. Với 338 triệu bây giờ các bác mua được xe gì? Chúng ta có thể mua được i10 16, 17 hoặc là Morning 17, 18. Nhưng tất cả những cái dòng xe Morning i10 em vừa nói trên, nó chỉ là phân khúc xe hạng B thôi, xe hạng A thôi. Còn những chiếc xe em đang quay lên cho tất cả các bác nắm bắt đây, nó là chiếc xe phân khúc hạng B các bác nhá. Nói chung là Ford Fiesta, nếu như bác nào mà chạy rồi thì biết, nó đầm chắc, cũng tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ. Xe Ford mà. Nội thất của nó mới lắm các bác ạ. Xe chạy có hơn 6 vạn đó ạ. Các bác đợi em xíu, em mở cánh cửa cho các bác dễ hình dung. Biển 15A các bác nhá, 12459. Giá trên thì đương nhiên bao rút hồ sơ cho các bác rồi. Về chất lượng xe thì em luôn luôn cam kết cho các bác xe không đông đụng và xe không ngập nước. Thủ tục an ninh giấy tờ là đảm bảo cho các bác 100% các bác ạ. Nội thất còn rất là đẹp, các bác nhìn vô lăng này, không hề bóng đâu các bác nhá. Bây giờ em đi quay qua phần máy. Chiếc xe này em cũng có quay cho các bác là em đi mua ở dưới Hải Phòng cách đây 2-3 hôm rồi. Thì hôm nay em cho dọn dẹp qua thôi, rửa giấy qua, với lại là chỉnh lại cái cân bằng động của cái lốp, nó đang hơi bị không đều thôi. Đó, đây là động cơ 1.5. Động cơ 1.5 các bác nhá, các bác nhìn này, rất là đẹp luôn này, từ gang máy cho đến mặt máy, tất cả mọi thứ. Ốc cabo này, không một vết vặn cờ lê nào các bác nhé, chỉ thẳng đều thẳng tắp ạ. Giằng ngang này. Nói đến chất lượng xe của em Bình thì các bác biết rồi đó. Em luôn luôn cam kết cho các bác là cố gắng mang đến cho tất cả mọi người những chiếc xe mà nó phải chất và đẹp. Các bác có mua đắt 10 đến 20 triệu thì chúng ta phải xứng đáng đồng tiền mà chúng ta bỏ ra các bác ạ. Ford Fiesta 2014 rất là đẹp các bác nhá. Đèn pha zin theo xe nó rất là dài, cái đèn này nó dài lắm, 1 2 3 4 tầng, 3 tầng. Mặt ca lăng mạ chrome. La răng này, la răng nguyên bản theo xe các bác nhá, la răng nguyên bản theo xe. Rất là đẹp. Xe chạy hơn 6 vạn một xíu. Kính lái đây các bác. Đăng kiểm phí đường bộ đến tháng 4 năm 2021 các bác nhá. Gương này, các bác nhìn gương còn rất là đẹp này, nó có đều này. Xi nhan tích hợp trên gương này. Các bác nhìn cái nẹp chân kính này, cao su này, nó không một vết mờ hay là hằn gì cả. Hay là từng cái cao su cánh cửa này cũng vậy này. Đây là phần táp ly cửa phụ. Các bác xem xe của em thì đúng là không biết các bác có chê hay xấu, nhưng mà các bác nếu cảm thấy đẹp hay không đẹp, các bác để lại bình luận phía dưới giúp em nhé, để chúng ta có thể tương tác lẫn nhau nhiều hơn. Các bác xem kênh thì đăng ký kênh ủng hộ em để chúng ta có thể tự động cập nhật những video mới nhất mà em về theo năm tháng các bác. Hộp đựng đồ này, nói chung là nội thất rất là đẹp các bác ạ, nội thất rất là tươi và đẹp. Ford Fiesta.
Các bác nhìn vòng khóa này. Các bác đợi em xíu ạ, em chỉnh lại cái. Rồi. Thực ra chiếc xe này thì cũng không có gì để mà phải giới thiệu quá nhiều các bác ạ. Đây, đèn hậu này. Chung có chất lượng xe thì các bác yên tâm nha các bác nhá. Đèn hậu zin này. Rất là mới này. Cốp mở điện này. Rất là nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Dòng xe Ford Fiesta này cũng không to lắm đâu. Lốp sơ cua đây các bác. Các bác đợi em xíu em chỉnh lại cái đó, lốp sơ cua này. Bình cứu hỏa này. Ốc chân máy này. À, ốc bản lề này. Rất là đẹp đúng không mọi người? Ford Fiesta. Em mình đang chào bán với giá là 338 triệu các bác nhá. 338 triệu giá còn thương lượng Bánh Đậu. Các bác cứ thiện chí thì cứ alo đi ạ. Chúng ta lên xem trực tiếp, lên xem xe em để giá tốt nhất có thể cho các bác. Các bác nhìn vô lăng này. Đó, đợi em xíu nhá, em chỉnh lại cái nét cái đó. Rồi. Vô lăng này, núm còi này. Đó. Vô lăng không được bọc da đâu. Nhưng mà nó còn rất là mới các bác ạ. Các bác đợi em xíu nhé. Đây, xe chạy 6 vạn 4 đây các bác. 6 vạn 4 này. À, đài CD nguyên bản theo xe các bác nhìn từng cái nút bấm hay từng cái ký hiệu trên xe này. Nó còn rất là đẹp và tươi. Xe em bảo đẹp là đẹp các bác ạ. Nên là các bác yên tâm về chất lượng xe mà em đã nói ra. Số này. Đậu sạc này. Phanh tay này các bác này. Phanh tay này. Mới tinh luôn. Ghế da phụ này. Rất là lướt. 24 mà giữ gìn như thế này thì tuyệt vời rồi đúng không mọi người? Mặt gương chỉnh điện này. Mặt tắt đèn pha này. Rồi. Thì vừa rồi em mình đã giới thiệu cho các bác. Trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Ford Fiesta 1.5 số tự động, sản xuất năm 2014. Tên tư nhân biển tỉnh. Một chủ sử dụng từ đầu. Xe chạy hơn 6 vạn. Màu trắng, nội thất kem. Chiếc xe này em bình bán với giá là 338 triệu, giá còn thương lượng và linh động một chút. Bác nào quan tâm thì alo cho em theo số điện thoại em để phần mô tả. Em cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong chương trình lần sau ạ.